Hay. Chào bác, thì có khá là nhiều bác hỏi em rằng là cái mẫu sản phẩm DBX KM330 Pro liệu LED ghép vào với âm đi thì tiếng chất lượng thanh có hoạt động hay không. Và tiện đây thì em làm video luôn để bác và em thấy rằng là vang cơ đại số DBX KM330 và ghép với âm đi thì chất lượng âm thanh nó sẽ như thế nào. Hình thức của em DBX KM330 Pro đây, để bác và em nhìn thấy phiên bản màu đen, phay nhôm chống xước màu đen, mặt màn hình để hiển thị đầy đủ thông số. Có rất nhiều giải tính năng cho bác và em chơi trải nghiệm này, bao gồm delay, repeat hay reverb, echo reverb chỉnh riêng, đặc biệt là FB chụp úng cực kỳ tốt anh em nhé. Có exciter lên tiếng mic nữa, hỗ trợ bác và em lên tông cao. Có đầy đủ các giải bass mic chép giống như ở trên âm đi để chúng ta có thể căn chỉnh ở trên trực tiếp ở trên vang cơ như thế này thôi. Chúng ta căn chỉnh dễ dàng hơn so với việc chúng ta sử dụng âm đi rất nhiều các phím chức năng, nhưng mà nhiều khi anh em vẫn không biết cái chức năng dùng để làm gì hay là chỉnh như thế nào trên âm đi, đúng không ạ? Nhưng mà trên vang cơ đại số này thì những cái giải bass mic chép có hiển thị hết đầy rồi, rất đơn giản thôi. Phần mic, phần nhạc, âm lượng tổng, effect, âm lượng tổng mic, âm lượng tổng nhạc, có đường kết nối lấy nhạc này, input đây, loa chuyển cổng qua các cổng các bác em ghép nối, cổng cắm USB này, cổng quang này, đường dây tín hiệu AUX1, AUX2 này, hay là đường dây anten Bluetooth cho bác em cấp tín hiệu từ TV, máy tính hoặc điện thoại di động để hoạt động được mẫu vang cơ đại số DBX KM330 này. Và cùng với em xem về phần kết nối của bên em với âm đi. Ê, video em hướng dẫn cho bác về em ghép nối từ một tất cả những dòng vang xuống âm đi thì có rất nhiều trên kênh Tùng Audio rồi, anh em để vào xem lại. Ở đây em đang ghép nối này, đường dây ca lông từ vang xuống với âm đi đấy, thông qua cổng music, cổng A, cổng B ở âm đi này. Còn đường dây tín hiệu thì em sẽ lấy trực tiếp qua vang các bác nhá. Đấy, anh em có thể ghép nối như em như này để chúng ta trải nghiệm tốt hơn với cái một con Parker lấy số với format gia đình, đặc biệt là anh em ghép nối với âm đi. Bây giờ thì em cùng các bác sẽ trải nghiệm về phần chất nhạc của em DBX KM330 khi chúng ta ghép nối với lại âm ly nữa. Cho bác về nghe chút về tiếng chất lượng thanh nhạc nhé. Ok, và như vậy là các bác đã cùng với em Tùng trải nghiệm chất nhạc của em DBX KM330 Pro đúng không ạ? Và em ghép nối với em đi là thông qua em lấy tín hiệu trực tiếp qua vang, cấp nhạc từ TV xuống vang rồi. Em thấy là tiếng chất lượng khi nghe nhạc như này thì quá tuyệt vời với cái dòng sản phẩm DBX KM330 này rồi. Không còn cái điểm gì chê được cả đúng không ạ? Và bây giờ khi chúng ta đã nghe nhạc đã thấy là ổn định rồi, còn phần mic của em DBX KM310 thì sao, cái tiếng chất lượng echo sẽ như thế nào khi chúng ta ghép nối với âm ly thì hiện đây em cũng bỏ hết mic dây em ra đây để mà thử luôn cho bác và em thấy được cái tính chất âm thực sự đẳng cấp của em DBX KM310 Pro với format gia đình, đặc biệt là với anh em đang ghép nối với âm ly. Em sẽ cho bác và em nghe thử tiếng chất lượng âm thanh của vang cơ đại số DBX đấy trước để bác và em nghe được, và sau đó em sẽ cắm vào âm ly để em sẽ test cái con DBX KM310 lần trước cho bác và em nghe thử tiếng chất lượng thành con nhá. 1 2 5 6 7 8 9 10. Tiếng echo các bác có thấy tiếng thanh không ạ? Tiếng thanh không ạ? Và thứ hai nữa, cái giải echo delay repeat của em này ấy, cực kỳ là ngọt các bác nhá. Nếu như các bác hát ấy, được cái tiếng alo lặp lại cuối cùng ấy, chúng ta nó không bị gắt quãng thì chắc chắn là sẽ là một cái dòng sản phẩm vang cơ lấy số hay về cái giải echo. Và đúng như vậy, DBX KM330 này, cái dạng echo của em này thì cực kỳ ngọt rồi, nó giảm dần và nó ngắt, nó không bị nhất thời, nó không bị gắt quãng. Em thấy là cái dạng echo của em DBX KM310 thực sự tuyệt vời quá. Còn lại reverb thì rất rõ nét các bác nhá. Ở đây em để chế độ reverb mặc định, em hát thiên nhiều về dạng echo nên là em thích hát phòng hát gia đình thì em luôn luôn là thích echo các bạn. Không biết là anh em thích hát cái dòng nào nhưng phần lớn là em sẽ thấy là các bạn sử dụng echo nhiều hơn. Hát karaoke gia đình là phải có echo rồi, nó vang nhại mượt mà thì anh em cảm giác mới thích được bạn. 1 2 5 6 7 8 9 10 5 6 7 8 9 10 5 6 7 8 9 10 5 6 7 8 9 10. Ok, và cái điểm thứ hai nữa em thích của con DBX KM330 Pro đó là chức năng chống hú. Đấy, anh em có thấy hiện tượng rú rít là xảy ra không ạ? Không hề đúng không ạ? Còn khi mà chúng ta sử dụng với âm ly thì sao? Ở đây thì có khá là nhiều, em nghĩ là có khá là nhiều bác sử dụng âm ly đã có hiện tượng rú rít rồi, và cái con âm ly này là em cũng vậy, đang trong tình trạng là sắp hỏng. Hỏng về cái giải echo là một, và thứ hai là bắt đầu có hiện tượng rú rít xảy ra rồi. Và bây giờ thì em cắm thử, em
thử với âm đi các nhá, em thử cắm mic vào âm đi này, em alo thử tiếng mic cho bác và em nghe về cái tiếng chất lượng âm thanh của em âm ly này, xem nó sẽ khác biệt nhiều không so với chúng ta sử dụng một con vang cơ lai số KM330 đấy. Không biết là các bác và em có nghe được ở trên video ạ, có một cái tiếng y nó kéo dài, đây là cái hiện tượng bắt đầu là có hiện tượng rú rít rồi của âm ly rồi đúng không ạ? Và dường như tất cả các phần chức năng, phần volume em để hết, em chưa điều chỉnh gì cả đúng không? Đấy. Nhưng mà bây giờ em thử cắm sang vang cơ lai số DBacoustic KM310 này, vẫn cái chế độ âm lượng đó nhé. Em thử cắm sang xem có hiện tượng rú rít hay không các bác nhá. 1 2 5 6 7 8 9 10. Đấy, anh em có nghe thấy tiếng gì không ạ? Có nghe thấy tiếng kêu giống như việc em đã test với âm ly không? À, các bạn này em đánh giá ngay ở dưới phía dưới phần bình luận video cho em để em thử lại một lần nữa khi em ghép nối với âm ly này. Bọt hay lắp 6. Các bác đã nghe thấy là bắt đầu có hiện tượng rú rít rồi. Nếu như các bác em vặn to lên cái phần mic lên một chút nữa thì em đảm bảo là chúng ta không hát được, tiếng rú rít rất cao luôn. Đây là một cái điểm mà rất nhiều các bác và em đang gặp phải ở phòng hát gia đình, đó là âm ly đã có hiện tượng rú rít, bắt đầu có tiếng echo vang dại không mượt nữa. Và có một cách khắc phục là chúng ta sẽ thay vào đó một dòng vang cơ lai số chuyên nghiệp cao cấp DBacoustic KM310, giá cực kỳ tốt bên em, góp phần không nhỏ cho bác và anh em cải thiện hơn về tiếng chất âm thanh, đặc biệt là anh em hát cao khi gia đình. Nếu như thiếu một cái dòng sản phẩm vang cơ lai số trong phòng hát gia đình thì đây thực sự là một cái điều rất là đáng tiếc cho các bạn và anh em. Đấy, hiện tại thì mẫu sản phẩm này bên em đang có giá cực kỳ tốt. Anh em nào muốn nâng cấp âm đi, muốn trải nghiệm âm thanh số tiếng chất lượng tuyệt vời nhất thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên em 0979629336 để được hưởng ngay mức giá ưu đãi nhất của bộ sản phẩm vang cơ lai số DBacoustic KM330 bên cửa hàng Tủ Audio nhá. Xin chào các bác.